Quý vị đang tìm một căn nhà diện tích rộng, vị trí gần với trung tâm của quận Hà Đông. Cụ thể Ngọc Anh sẽ quay video này gửi tới cho quý vị một cái căn nhà diện tích 50,5m² trên sổ đỏ. Với cái vị trí căn nhà này thì thuộc tổ dân phố 1, phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Và căn nhà này thông số nhà như sau: hướng nhà cửa chính là hướng đông nam, mặt tiền của ngôi nhà 4m08, mặt hậu của ngôi nhà 4,1m, chiều dài của ngôi nhà 12m25. Căn nhà này sổ đỏ đầy đủ, bàn giao nhà luôn. Vị trí thì nó rất là gần với lại khu đô thị Văn Phú Hà Đông. Với căn nhà được thiết kế hoàn toàn vừa mới hoàn thiện xong hết, thiết kế chỉn chu 4 tầng, ngõ trước nhà hai xe máy tránh nhau, cách với đường ô tô đi lại khoảng tầm 200m. Ưu điểm của căn nhà này diện tích cực kỳ rộng và thiết kế của căn nhà thì cực kỳ hợp lý. Hợp lý như nào thì mời mọi người theo em vào cụ thể khám phá căn nhà này với hướng nhà đông nam rất là mát. Ngọc Anh đang đứng ở đây, đó chính là cái phần để xe riêng của ngôi nhà quý vị nha. Đó, phần để xe có cửa riêng này, với lớp cửa chất liệu là sắt mỹ thuật, rất là hợp lý, sơn tĩnh điện. Và đây là phần cửa chính của ngôi nhà. Đây quý vị có thể nhìn thấy khu vực để xe riêng. Đó, và được chủ đầu tư để hai bên này, để một cái khoảng không để quý vị có thể trồng hoa, trồng cây. Ở đây trên này là lớp mà lợp mái nhựa mọi người ạ. Đó, cái khu vực để xe rất là sáng, thoáng. Và cửa chính của ngôi nhà thì thiết kế là cửa gỗ lim. Mời người theo em vào phần tầng 1 của ngôi nhà. Đây, với một cái căn nhà diện tích rộng thì thiết kế ra sao? Với một cái căn nhà 50,5m² thuộc với Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội. Từ vị trí ngôi nhà này gần với lại trung tâm hành chính quận, nó cách với trung tâm hành chính quận nó chỉ khoảng tầm 800m thôi. Gần với chợ Hà Đông, gần với cầu Trắng, gần nói chung là với cái căn nhà này gần như nó thuộc trung tâm Hà Đông quý vị ạ. Sổ đỏ đầy đủ. Giá chào bán hiện tại của căn nhà này là 4 tỷ 700 triệu đồng, bao toàn bộ phí thuế sang tên, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị nào có nhu cầu. Và đây là cái phần phòng khách của ngôi nhà được hoàn thiện xong hết chỉn chu, chân thạch cao, đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện, gạch lát nền. Đây là phần không gian phòng khách, trần phào sơn. Đây là mọi người có thể nhìn thực tế ở đây, vách PVC ốp giả đá này, nó là vách nhựa mọi người nhá. Đây là kệ tivi. Không gian phòng khách hợp lý để cho mình để một bộ bàn ghế sofa ở đây rất là sang. Và đây là cái phần để xe riêng. Đó, tiếp theo mời mình theo em vào khám phá phần phòng bếp của ngôi nhà. Phòng bếp vô cùng rộng quý vị nha. Đây, quý vị có thể nhìn thực tế luôn, phòng bếp cũng hoàn thiện xong hết rồi. Đây là cái khu vực để bàn ăn rất hợp lý. Căn nhà này thì thực tế luôn nó là ba mặt thoáng quý vị nha, mặt bên trái, mặt đằng trước và mặt đằng sau, rất là thoáng luôn. Cửa đằng sau cũng thế, tất cả đều có cửa sổ thông thoáng. Hệ thống trần thạch cao, quạt trần ở bên ngoài phòng khách, phòng bếp đều được lắp đặt đầy đủ rồi. Hồ sơ điện, hồ sơ nước căn nhà này được lắp đặt đầy đủ. Với căn nhà xây dựng độc lập duy nhất một căn, diện tích rộng siêu hiếm luôn đấy mọi người ạ. Đây là cái phần phòng bếp của ngôi nhà. Hoàn thiện cái phần tủ bếp này thì đã được xong hết rồi. Nói chung với căn nhà này quý vị chỉ việc xách vali về và ở thôi. Tủ gỗ thiết kế là tủ gỗ an cường, chống cong vênh mối mọt. Xung quanh bếp thì ốp kính ốp bếp và mặt bếp thì ốp đá granite rồi. Không gian phòng bếp cực kỳ thoáng, cực kỳ rộng đây nha. Đó. Hồ sơ điện nước, phụ kiện bếp, chất liệu inox 304. Từ kệ để giá bát cho đến đây, chậu rửa, vòi rửa mọi người có thể nhìn thực tế. Chất liệu rất là ổn nha. Hoàn thiện cho một cái căn nhà 4 tầng, diện tích 50,5m. Ngoài ra ở phần phòng tầng 1 của ngôi nhà thì còn một phòng vệ sinh nhỏ đáp ứng cho quý vị công năng sử dụng. Bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 4 tầng sử dụng của ngôi nhà. Căn nhà này về cơ bản đúng theo hiện trạng mà Ngọc Ánh quay gửi tới quý vị thì dọn đồ về và ở được ngay. Hệ thống tay vịn cầu thang, cố trụ cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 của ngôi nhà thiết kế toàn bộ là chất liệu gỗ. Mặt bậc của bậc cầu thang ốp đá đen cổ trắng và phần ngăn cách giữa cái phần phòng khách và phần cầu thang là một cái vách lam CNC. Trang trí khá là đẹp mắt và cái màu sắc nó rất là nhãn nhặn. Như vậy Ngọc Ánh đã review chi tiết đường, hướng, giá, vị trí tầng 1 của căn nhà này thiết kế ra sao rồi. Mời mọi người theo em lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà. Tầng 2 của ngôi nhà thiết kế như sau: cầu thang ở giữa, nhà vệ sinh ở giữa và hai phòng ngủ hai bên. Mời mọi người theo em vào phải căn phòng ngủ đầu tiên phía bên trong của ngôi nhà. Đây, ngôi nhà ba mặt thoáng là sao đây? Cửa mổ, cửa sổ mở ra trước này, bên cạnh này. Hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng hợp lý. Đó. Cửa thông phòng thiết kế toàn bộ là cửa gỗ. Căn phòng ngủ này
rất là vuông vắn, dễ dàng kê đồ nội thất. Mời người theo em sang phía căn phòng ngủ tiếp theo. Đây, phòng ngủ tiếp theo của ngôi nhà đây, có ban công mở hướng ra phía bên ngoài. Với cái căn nhà này hướng nhà là hướng đông nam, rất là mát. Đấy, cửa trước, cửa sau, cửa thông phòng thiết kế toàn bộ là cửa gỗ. Hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện. Đứng từ vị trí căn nhà này có thể nhìn thấy tòa nhà Victoria Văn Phú mọi người ạ. Nó dần rất là gần với lại tòa nhà, những cái tòa bên Văn Phú như là La Casa này, Victor này, The Capac, và gần với trung tâm hành chính quận. Đây là phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh ở phía tầng 2 của ngôi nhà khá là rộng, đáp ứng cho quý vị về bồn cầu này, hệ thống stand tắm này. Trong phòng vệ sinh cũng được thiết kế đầy đủ ở đây. Đó, cửa thông thoáng, lavabo. Và mời theo em lên khám phá tầng 3 của ngôi nhà nhé. Với tầng 3 của ngôi nhà thiết kế tương tự như tầng 2 quý vị ạ. Đây, như vậy với căn nhà này 4 tầng, thiết kế 4 phòng ngủ, phòng để xe riêng, phòng bếp, phòng khách riêng biệt. Tất cả các phòng ngủ đều cửa sổ thông thoáng trước sau. Đó, nhà được xây độc lập, diện tích rộng, vị trí thì Ngọc Ánh chia sẻ rồi, đi lại thuận tiện, phù hợp với bác nào đang làm ở khu vực quận Hà Đông hoặc quý vị làm theo cái trục đường Quang Trung Nguyễn Trãi là rất là hợp lý. Đây là phòng vệ sinh ở phía tầng 3. Nói chung, đây mọi người có thể nhìn thực tế rất là rộng nha. Và đây là cái phía phòng ngủ tiếp theo ở tầng 3. Đây, tất cả các phòng đều có ban công mở hướng ra bên ngoài. Với cái vị trí căn nhà này thì dân cư đi lại, mọi người cứ yên tâm là cực kỳ đông luôn. Dân cư rất là đông, dân trí cao. Đấy, sinh hoạt mọi thứ xung quanh, chợ trường, phường trạm đều rất là gần. Mời người theo em lên khám phá tầng cuối cùng của ngôi nhà, tầng 4. Với tầng 4 của ngôi nhà ở đây, ngoài bước chân lên trên phía tầng 4 có một cái ô giếng trời để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang của 4 tầng, mọi người nhìn thực tế nhá. Và ở đây thì thiết kế như sau. Đây là cái phần phòng thờ của ngôi nhà quý vị ạ. Một căn phòng riêng. Thực ra thì với cái căn nhà này quý vị, cái phòng này quý vị có thể để làm phòng thờ hoặc tùy mục đích công năng sử dụng của mỗi một hộ gia đình. Căn nhà 50,5 m², thiết kế 4 tầng, 5 phòng riêng, phòng khách, phòng bếp, phòng thờ, sân phơi riêng biệt. Và đây là phần sân phơi của ngôi nhà. Đó, như quý vị nhìn thực tế ở đây, đứng từ vị trí căn nhà này có thể nhìn thực tế ở một số tòa nhà sau: Văn Phú Victoria, The Capac Văn Phú đó. Giao thông thuận tiện. Ưu điểm của căn nhà này lớn nhất đó là được xây dựng độc lập. Tiếp theo nữa là cái xây độc lập và diện tích nó rất là rộng. Nhược điểm của nó có một chút nhược điểm đó là nó cách với đường ô tô khoảng tầm 200 m quý vị nha. Và mọi người muốn tìm hiểu biết thêm thông tin cụ thể chi tiết hơn nữa về căn nhà này thì vui lòng gọi điện cho Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0933 403 403 hoặc 0888 011 444. Mọi người xem video thì đừng quên nhấn vào nút like để ủng hộ em, đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên cập nhật được những thông tin bất động sản mới nhất từ Nhà Tốt. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.